từ ngày 5 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 12 năm 2023, Vietnam Airlines phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh góp mặt trong sự kiện Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023 với chủ đề Xanh trên mỗi hành trình. Ngay trước đó, vào ngày 4 tháng 12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đã ký kết chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2023-2027. Sự kiện là dịp để tổng kết các hoạt động hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2017-2021 và cam kết đồng thuận cho những hoạt động chung trong giai đoạn 4 năm tiếp theo. Trong đó, sự kiện Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chính là bước đầu, được kỳ vọng với mục tiêu kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, mở ra một năm mới sôi động và tràn đầy hứng khởi cho ngành du lịch. Sự kiện không chỉ bao gồm các hoạt động du lịch, thể thao, âm nhạc phục vụ người dân, du khách, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch mà còn hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng giữ gìn, bảo vệ thành phố xanh, sạch, phát triển bền vững. Trên cương vị là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines vinh dự khi đồng hành cùng sự kiện với nhiều ưu đãi hấp dẫn được triển khai, mang đến cho người dân thành phố và du khách cơ hội nhận được những quà tặng hấp dẫn, những ưu đãi kích cầu độc quyền chỉ có tại gian hàng của Vietnam Airlines trong thời gian diễn ra sự kiện. Sự kiện Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động đồng hành đầu tiên hiện thực hóa các nội dung hợp tác được nêu trong chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2023-2027 giữa Vietnam Airlines và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vietnam Airlines tin rằng sự đồng hành và tài trợ của hãng đã góp phần vào thành công của sự kiện. Hơn thế nữa, mở ra chuỗi các hoạt động hợp tác giữa hai bên để quảng bá, nâng tầm du lịch thành phố trong tương lai.